Chào các bạn nha, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một dòng isobot có tên tiếng Việt là Tung Sóng. Nghe rất là lạ đúng không các bạn? Tại vì dòng này được tìm thấy ở Thái Lan, Trung Quốc và cả Việt Nam. Thì trên những trang web giữa Thái và Mỹ thì họ bán 65 tới 75 đô một con. Đổi ra tiền Việt mình cũng khoảng 1 triệu 3 tới 1 triệu 7 một con. Vậy tính ra khi nuôi một bắt 10 con thì các bạn cũng phải tốn khoảng 13 tới 17 triệu trên một bắt thì mới có dòng này. Cũng phải công nhận là cái dòng này đắt tiền thật sự các bạn. Nhưng mà không sao, thì hôm nay là ngày Chủ nhật thì mình được ốp, thì mình sẽ đi tìm isobot ngoài tự nhiên coi thử coi có dòng nào. Vừa được trải nghiệm cảm giác là hòa mình vào thiên nhiên và đi giống như là đi kiểu xả stress vậy đó các bạn. Thì hôm nay mình sẽ vào một cái khu rừng này. Các bạn thấy cái cây này nó bị chặt ngang qua và nó cũng mục rồi. Thì thông thường isobot thì nó sẽ trốn ở những cái lỗ, cái rễ cây hoặc là cái vỏ cây này nè. Thì nó trốn và nó ăn những cái đó, các bạn thấy không nè, đó có nó trong này rồi. Nó chạy rất là nhanh giống như ảo thực vậy đó, vừa nhìn thấy nó là biến mất tiêu luôn. Khi đi rừng vào mùa mưa thì các bạn cũng nên chú ý là mặc đồ bảo hộ vào nha, và khi các bạn đi thì các bạn nên mang ủng dày dày một tí, tại khi mà chúng ta đi ở cái mùa ẩm ướt này nè thì có rất là nhiều rắn lục nha. Nên các bạn trang bị đầy đủ cẩn thận và đi coi trước coi sau rồi hãy đi bắt nha. Đây các bạn coi isobot nè, đó thấy không, nó chạy ở trong những cái này, khi mà dạch ra thì nó sẽ chạy, các bạn nhanh tay các bạn chụp nó lại thì mới bắt được. Trong tự nhiên thì cái dòng isobot này nó ăn những cái hữu cơ của cái cây gỗ mục này nè. Cái vỏ cây á, nó bị chết đi rồi thì nó sẽ tìm tới đó, nó sẽ trốn và ăn những cái con này. Khi mà các bạn dạch những cái vỏ cây mục này ra thì các bạn nên cẩn thận nha. Ở bên trong nó có những cái dòng khác nhau, ví dụ như là bọ cạp hay là rết. Nó rất là độc, nó cắn là các bạn có thể gây sốt luôn á. Nên các bạn cẩn thận trước khi mở ra nha. Có thể dùng dao hoặc là bay. Tại hôm nay mình đi mình quên đem theo cái cây dao để lấy rồi. Nhưng mà không sao, mình cũng phải cẩn thận coi trước coi sau rồi. Và cũng tùy theo vị trí địa lý khác nhau, ở trên cao hoặc là dưới thấp, và tùy theo những cái dòng khí hậu khác nhau hoặc là những cái cây, những cái dòng cây khác nhau thì nó sẽ có những cái một số đặc trưng của cái dòng isobot khác nhau nữa. Nhưng đặc điểm chung của isobot là nó đều sống ở những nơi như vậy nè. Đó, được tìm thấy trong tự nhiên là nó trốn ở những cái vỏ cây nè. Nên khi mà các bạn nuôi isobot ở trong cái hộp nuôi á, thì các bạn cũng nên bỏ vỏ cây hoặc là những cái lá cây khô thì nó sẽ ăn những cái đó, nó sống. Tùy, nếu mà các bạn nuôi thì các bạn cũng có thể trang bị thêm đạm hoặc là chất xơ cho nó để cung cấp cho nó nhanh lớn hơn nữa. Đây vừa mới nói xong nè, các bạn thấy không, ở trong này mình thấy một con bồ cạp nè. Đó các bạn thấy không, mình sẽ dạch ra cho các bạn coi nè. Nè nè, mình thấy cái càng của nó nè, đó đó, nó dơ ra nè. Đó, nó chạy ra rồi đó các bạn. Đó, mình khi mình đi mình cũng gặp rất là nhiều cái dòng khác nhau rết bồ cạp thì nó ở trong này nè. Nên các bạn đừng có lấy tay không mà dạch ra nha. Ở đâu mà không may nó cắn chúng là cũng độc lắm. Đây, sau một hồi vật quả với cái đám isobot này thì mình bắt được nhiều đây nè. Ở trong này cũng tầm hơn 50 đến 60 con á các bạn. Đây, nếu mà nhìn kỹ thì các bạn có thể thấy màu vàng ánh kim từ trên đầu xuống dưới đỉnh đuôi rất là đẹp, màu vàng ánh kim long lanh lóng lánh. Thêm vào đó nhìn những cái vân ở bên hai bên sườn của nó nhìn giống như những cái con tiger vậy các bạn. Dòng này thì có tập tính sống theo bầy đàn, rất là vui vẻ với và hòa đồng với nhau. Các bạn thấy nó giỡn với nhau không? Nó thấy con này nằm im thì nó leo lên lưng vậy đó, nếu mà con này nó chịu thì nó sẽ đập mái luôn. Nhìn cũng rất là hay ho đó nha. Đó, các bạn thấy nè, nó trao đổi thông tin với nhau và nó giỡn với nhau nè, nhìn rất là đã luôn. Tung Sóng isobot này thì được đánh giá là một dòng dễ chơi, dễ chăm sóc và có tốc độ sinh trưởng cũng khá nhanh. Độ ẩm từ khoảng 60-80%. Còn nhiệt độ thì các bạn có thể nuôi từ 25-30 độ. Khi mà trời nắng nóng nhích lên 1-2 độ nó vẫn không ảnh hưởng gì nha các bạn. Khi mà các bạn nuôi thì các bạn cũng nên chú ý về độ ẩm của nó. Nếu mà nó khô quá thì nó cũng có thể chết á. Và bạn nào đang sưu tầm những dòng isobot của Việt Nam thì không thể bỏ lỡ những cái dòng isobot này được. Chúc các bạn thành công nha. Nếu các bạn thấy hay thì hãy cho mình một like và subscribe. Cảm ơn các bạn.